Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi trận là Momo, trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nha anh em, nhớ click vào. Thôi nào, xanh đi. Yo yo, hello, chào mọi người nha, quay trở lại với channel của mình đây từ từ đường, từ từ bá đạo đúng người nha. Xin chào tất cả anh em của game Play Together. Ok, lại mình đây từ từ báo đạo bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì tiếp tục đến với một video liên quan đến code má gọi là má gì? Má thì tôi cứ bị quên anh em. Má coupon mới anh em. Ok, thì hôm nay tiếp tục xe code xe 5 anh em, 5 má coupon mới anh em nhá. Má nhất hiện tại luôn anh em, thời điểm tại đến hiện tại vẫn đúng đời sao tôi chả biết đấy, thì tí tôi sẽ gắn trên video. Anh em nhìn theo dõi video và lấy nhá. Ngoài ra thì đầu tiên thì chúng ta chốt qua quà và tôi sẽ thông qua một số vấn đề. Thì mấy ngày hôm nay thì tôi có đánh tiếng với anh em đó là sẽ làm cái event quên sẽ tặng quà cho anh em. Đó thì hiện tại tôi đang cấp mấy rồi đây? Thì như này nên cấp chắc đủ cấp để tặng quà rồi. Ok thì để làm sao để nhận được quà thì tôi đang tính sẽ làm các event anh em. Kênh hắn nhỏ nên tôi sẽ làm các event cho nó dễ các bạn. Đó, thứ nhất là vừa dễ sàng lọc anh em người xem trên kênh luôn, chỉ tránh trường hợp tặng nhầm nên thì khổ ạ. Đây là anh em nào hứng thú với các event sắp tới tặng quà bên kênh thì vui lòng vút like và đăng ký. Đã cán các mốc lượt đăng ký thì tôi sẽ tặng quà anh em, hiện tại như sắp cán mốc 3k rồi. Đó, ở mốc 3k này tôi sẽ tặng quà cho anh em đâu đó mười mấy 20 bạn trước. Đó, cứ tặng dần. Đấy, với những anh em nào đã kết bạn với tôi sẽ tặng cho anh em. Ok nha. Đâu giờ thì hôm nay thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta sẽ quay qua sự kiện xem qua có gì hot. Sau đó thì tôi sẽ đi chơi game anh em. Lâu lắm nó không chơi game các bạn, để xem tài chơi game giờ nào anh em. Đầu tiên thì xem qua bên bảng thông tin anh em. Như đây. Never nhận quà thôi anh em. Mới level 3 thôi các bạn. Đây tôi mới level 3 thôi. Còn cái từ từ. Nên level 5 mới nhận được mà anh em, cứ bình tĩnh. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ ghé qua. À đi nhìn nó lại nữa nhá. Mấy cái phần quà anh em qua phần đấy nhá. Code tôi sẽ lắp trong video anh em nên xem nhá. Chấp thuận rồi. Tặng bè. Tặng quà chưa? Tặng quà chưa anh em, phải top 5 tôi mới tặng được. Cứ từ từ anh em, đạt cấp. Nói chung thì cứ đằng nào cũng đợi lượt đăng ký anh em cắn mốc là sẽ có quà cho anh em thôi. Ok, từ từ. Nhiệm vụ có thông báo đâu nhỉ, tôi quên mất rồi anh em. Quên mất rồi vào. À đây anh em tin tức, đây rồi anh em thông báo đây anh em. Có mới này anh em này. Xin chào, chúng tôi là Play Together. Chúng tôi đã xác nhận rằng nhiều người chơi gặp phải sự cố kết nối khi liên tục vào. Ok, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn. Thứ anh em nói chung thì bồi thường các bạn nhé. 15 game các bạn nhé, 15 kim cương này cực kỳ ngon luôn anh em. Đầu tiên phải nói đến phần quà 15 game này các bạn này. Đây anh em nhà phát hành bồi thường này các bạn này. Đó. Đấy, nhận đá quý anh em. 15 với cả 10 đá quý các bạn, tuyệt vời không? Quá ngon anh em. 27 đá quý 1k dưới tiền, tuyệt vời luôn. Ok, xu này. Xem nào, phần thưởng hôm nay xem có gì hot nào. Dương tò mò, x2 đá quý. Ngon. Anh em xu băng đi đâu? Tôi mấy nay lười quá các bạn, không thời gian cày luôn á. Mấy nay bận đi làm quá, không thời gian cày. Thì ra là cũng chưa đến đâu vào đâu cả. Đây, hôm nay chắc đổi thêm cái... từ các bạn, 1k3. 1k3. Thôi kệ anh em đổi món này trước đi. Xem nào, nhìn trông nó ra ngô ra khoai hay không. Ha, cũng được đấy anh em. Sừng nai. Anh chàng nhìn trông cũng ra ngô ra khoai đấy chứ đùa đâu các bạn. 600, đổi luôn món này các bạn. Ra ngô ra khoai đấy chứ các bạn, đùa đâu. Đó, cứ cày dần là chắc sắp đủ thôi. 81 kim cương rồi. Để bên nữa có gì tôi lạp anh em, cán mốc còn lạp luôn, tặng các bạn là vừa. Giờ thì chắc chúng ta sẽ tả tưa đi chơi trò chơi thì anh em. Để trang trí này, xem nào. Trang phục. Thêm icon mới. Mũ à. Thôi đội mũ này nhìn đẹp hơn anh em, mang bọn nhìn đẹp hơn. Ok, đi chơi trò chơi là các bạn. Trò chơi như là mini game liên tục đúng nhỉ. Ok, nói chung không biết các bạn, cứ tham gia là tính tiếp. Ok kìa. Rồi ok, vô nào. Đèn xanh, đèn đỏ. À rồi anh em. Squid game. Được của nó các bạn. Squid game ạ. 2, 1. Rồi đèn xanh đèn đỏ đâu? Ngựa xanh.
Nửa đỏ. Rồi rồi, mấy ông hẹo rồi, mấy ông hẹo rồi. Nửa xanh. Thu mày quá các bạn. Vừa mới nổ mồm là tôi sẽ ấy rồi anh em, hẹo luôn ạ. Ơi thế cho chắc các bạn, cứ bình tĩnh này cho chắc. Ai chà, lần đầu tiên được chơi Squid Game anh em, lần đầu tiên được chơi Squid Game các bạn. Được rồi. Ồ mày thế. Thôi nào, nửa xanh nào, nửa xanh, nửa xanh, nửa xanh. Mày quá các bạn, vẫn kịp, vẫn kịp. Vẫn kịp, vẫn kịp. Ôi trời, hồi hộp các bạn. Thôi theo chắc các bạn, theo chắc là sao tôi mới chạy, thế này tôi bắt đầu chạy này. Quay đầu vào trong đi em ơi. Ủa kìa. Xanh nào. Ê, ủa mày sợ anh em cú đấy nhỉ, nhưng mà chơi được Squid Game có được chọn game không ta? Dù ít dù nhiều tôi cũng đứng ở hạng 2 để đùa đâu các bạn. Ô kìa, một lượt một thua hết luôn ạ, không còn một ai, đúng một ông một win ạ. Cay nhỉ, thế mà không phải là mình các bạn, cú thật sự ạ. Trời ơi. Đây là lần đầu tiên được chơi Squid Game anh em. Có được chọn trò chơi không ta? Nghe hấp dẫn đấy các bạn, để xem nào. Trải nghiệm Squid Game đấy được anh em. Thử lại. À thử lại thì không được rồi. Để tí ta xem là nghiên cứu xem ở đây được chọn trò chơi anh em. Được, tôi vào chơi lại Squid Game anh em. Thú vị thật sự các bạn. À đây anh em vẫn được chơi này. Tiếp tục các bạn. Tôi khoái cho lại anh em. Trải nghiệm Squid Game anh em. Squid Game, Squid Game. Squid Game, Squid Game. Rồi ok. Rồi, căng thẳng quá các bạn, chạy căng thẳng quá. Được rồi các bạn, được rồi, được rồi. Đấy, cứ bình tĩnh anh em. Biết mà, cứ bình tĩnh thôi các bạn. Cứ bình tĩnh thôi anh em. Được rồi, được rồi. Thế thôi, hẹo ngay, mấy ông hẹo ngay các bạn. Mấy ông hẹo ngay các bạn. Đấy, hẹo ngay, tham. Nó nửa đấy các bạn, nhìn là biết nó nửa đấy anh em. Được rồi, biết mà các bạn, hẹo ngay ạ. Lần này làm sao nửa tôi được anh em. Nó nửa được một lần thôi anh em, làm sao nửa mãi được mình được các bạn. Rồi, nửa đi, mà vẫn thua ông kia top 1 rồi. Cái té nhờ vẫn thua ông kia top 1 anh em. Hẹo luôn đi. Cái té nhờ ông kia top 1 với đâu anh em. Ông kia hạng 1 với đâu các bạn. Còn nào, xanh đi. Cú té nhờ. Lại anh em. Thề phải thắng cái màn Squid Game này được anh em. Cú thật sự các bạn, trời ơi. Cái game này chơi chỉ một người thắng một thôi ạ. Trời ơi, cú thế nhờ. Ông kia về phát ông kéo hết thời gian luôn, không có thời gian cho mình chạy các bạn. Làm lại anh em. Lại lần nữa nào. Ai chà, Squid Game phiên bản này được các bạn. Được đấy. Hợp lý anh em, chơi hấp dẫn thật sự. Tôi phải cố được cái top 1 anh em. Lại nào, xem có chơi lại không. Vẫn Squid Game nhé. Lần này cứ phải che ta bon trên dạng đường luôn anh em. Mấy bạn kia chạy kiểu gì chạy nhanh thế nhở. Mình có lắp đeo giày gì không chạy. Ô kìa. Ô tôi tưởng là chẳng cũ thế nhở. Đang Squid Game. Sàn nhà nóng nẻo hả. Lại bắt đầu chọn sàn đấy không. Chọn một sàn thôi anh em. Cái này cũng thích các bạn thật sự. Ok. À nó nung nay luôn ạ. Nó nung nay ngay mà luôn ạ. Ôi dồi, thế này thì toang rồi.
May quá, may quá. May quá, may quá. May, hắn may quá các bạn, tí này toàn luôn ạ. Ô kìa. Chán thế nhờ, thua ạ. Thôi, phát luôn ạ. Được ra ngoài trên là có nghiên cứu xem vào chơi được Squid Game anh em. Vào được vào chơi lại Squid Game vui hơn ạ. Tự nhiên chơi thì trò chơi đấy vui nhờ. Còn trò nào khác không ta? Có mấy bản lận mà, xem là còn trò nào khác anh em, xem nào. Đây là khu chơi trò chơi đúng không? Chúng ta sẽ đi vào. Chúng ta không được chọn trò chơi đúng không bạn? Ở đây là chúng ta không được chọn trò chơi, chỉ ấn chơi thôi. Sau đó thì nó sẽ tùy chọn chúng ta anh em, không phải đúng là cũng vào được Squid Game anh em. Đã hiểu, đã hiểu. Ok, nhưng mà cũng hấp dẫn nha. Nhưng được vào hôm nay được vào chơi Squid Game anh em. À đây anh em lại tiếp tục nhảy kính này. Yeah. hấp dẫn nha. Cái này thì vẫn một ạ, toang luôn ạ. Cái này thì biết đường nào mà mò. Ấy, rớt ạ, ô kìa. Cú thế nhở, đang hấp dẫn các bạn. Thoát luôn anh em, không được chơi thoát thôi chứ ở làm gì. Ôi giời ơi, nhảy cửa kính. Tôi vẫn chưa quen lắm anh em, chưa điều khiển quen cái con game này. Nhưng mà còn cày cuốc nhiều các bạn. Thử lại nào. Xem nào có hẹn được chơi 6x game nữa không anh em. Cú thật sự ạ. Đây lại vượt cầu anh em. Cái này chơi không bằng trò lái anh em, tôi thích chơi trò lái hơn. Tối rảnh tôi sẽ làm một cái bản dành top 1 Squid Game được anh em. Tối nay rảnh tôi sẽ làm hẳn một video về Squid Game cho anh em xem nhá. Chỉ ngồi chơi Squid Game thôi anh em, không chơi trò khác. Đó. Nhảy phát auto tối điều khiển chưa quen các bạn, nhảy phát auto toang luôn rồi ạ. Trời ơi. Lại nữa anh em, một lần nữa thôi, không được vào Squid Game kia chơi trò đèn xanh đèn đỏ nữa thôi, nghỉ anh em nhá. Quay lại nào em. Chơi nào. Không phải đèn xanh đèn đỏ thì nghỉ luôn. Đèn xanh đèn đỏ nào, 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 Squid Game nào. Hiểu lòng người chơi tí con nào. Đúng rồi các bạn. Ok, nó phải đi, nó phải hiểu lòng người chơi tí thế chứ anh em. Rồi ok. Một mình đường ta đi không. Ông nào nhảy đi, nhảy cho hẹo luôn các bạn. Anh nhảy tại chỗ nó không sao các bạn ạ, nhảy tại chỗ nó không sao các bạn nhá. Rồi xong mình hẹo luôn các bạn. Trời ơi. Ok, thôi. Tạm thời hôm nay thì chắc thôi anh em. Nói thôi làm phát nữa các bạn, hên xui nữa. Đây này không được sao bên game tôi nghỉ các bạn nhá. Để hấp dẫn quá, bánh cuốn quá. Đấy các bạn nào bị nguyện trò này giống tôi không? Sao game, sao game nào? Đèn xanh đèn đỏ nào? Thầy đang bánh cuốn, đang chơi hay. Ơi. Ok vậy thôi anh em, cái clip ngày hôm nay thì sẽ thôi anh em, tôi cũng tạm thời off lại đây anh em. Hôm sau tôi sẽ trở lại với một series đó là phá đảo Squid Game anh em. Ok vậy nha, clip kết thúc tại đây, hẹn gặp anh em ở clip theo. Giờ thì bye bye.